chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đấy, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chơi với thanh niên bạn. Đấy, tất cả các thanh niên chào đi. Chào các bạn nhá. Đấy, là cả các thanh niên đã chào rồi. Bây giờ chúng ta chơi thử. Đấy thì chắc là anh em cũng chưa like, share, đăng ký đâu nhỉ? Đấy, từ từ xử xong thằng này cái đã. À thằng này. À thằng này chưa like, share, đăng ký này. À đù, hai đứa. Ui, chết rồi, hai đứa. Ui. Cái đấy. Ui, con đấy kéo kinh thật bạn ạ. À. Chết đầu tiên luôn ạ. À. Ui, rồi xong rồi. Vàng rồi anh em ơi, trận. Ui. Trận này đi. Toàn quá. Chúng ta anh em chưa like, share, đăng ký đấy. Ai, thể hiện. Ây à, kêu gọi này. Ui, nó vết to sao thế? À cầm muối đúng không? Cầm nãy cầm mấy đúng không? Nãy địch trên một đứa. À không, mỗi đứa một kill à vãi. À chắc là giờ chơi đi sớt tì gò này bạn. Nghèo thua thì chịu. Anh em đâu đi nữa. Đi từ, chắc chắn là sẽ có đứa ở đây. Nhìn này chắc chắn nha. Không. À có. Đẩy lên này. Đấy, chạy ra đi. Nó chạy. Ui, nó mất hai, nó ăn hai viên đi sức tì gò rồi. Ai trâu bò thế nhở. À đi. Ôi chết. Năm, chết. Lỗi rồi, không đứng dậy được. Úi dồi, tí chết. Úi dồi. Ây, trời. Úi, đông quá, trong nhà đông lắm này. Rồi, xong rồi. Ây, cẩn thận, nó ở hết trên tầng ấy. Bắn ở dưới chứ gì. Nó ở hết trên tầng ấy. Rồi, xong tầng. Nó ở trên tầng ấy. Ê, nó nhảy xuống hết rồi. Bắn đằng kia nó đi. Ui, mày thế. Ui. Cho một lã ơi, chưa kịp cho like ạ, vãi. Ôi, chắc là bắn gà thế nhỉ. Mình bắn gà thế nhỉ. Này, chắc mình phải tìm một chiến thuật nào đó phù hợp với mình. Này, không sơn chắc. Không có tiền. Có tiền luôn đấy, không có tiền mua đồ luôn đấy. Ô, AK. Cho xin đạn kìa. Cho xin đạn. Đã xuống trường. Được rồi. Rồi, có đạn AK lên tầng bắn. Nào. Có lên trên tầng. Ở đấy, từ. Ở đấy canh nhá, có đứa nào không nhá. Bật cờ lưu lên. Ôi. Khả năng cao sẽ có. Ôi. Nó đứng. Ấy, nó ngay trước mặt kìa. Ấy dạ. Ấy, nó kìa. Ấy, có con khủng long kìa. Có con khủng long kìa. Ui. Đâu ấy? Ấy, từ từ, nó đang đẩy lên, có thằng đang định đẩy lên đấy. Ta đủ. Ui, tính ra là mình bắn ngu vãi cả nồi anh em ạ. Cày thế. Nào kéo. À kia, góc kia có thằng kéo đi sát tì gò kìa. Nó trong cái thùng ấy. Ui. Đấy. Nó vừa kéo đấy. Đấy, one shot kinh quá. Ui, chưa được một kill nào. Ê, từ. Ai, từ từ xem nào. Ờ, cho thôi, bỏ vết tư ra. Không cần. Ok. Đã thế nhá. Không chơi vết tư nữa. Thông sơn. Ê, nó nhanh. Lựu đạn nè. Lựu đạn ơi chết, chưa kịp mua. Bắn đứng một đứa ba mắc luôn ạ. À. Cẩn thận. Góc này chúng nó bắn chết đấy. Ôi rồi ba được. Bắn thế. Úi giời. Ui nó kia nó đứng ngoài kia luôn cả. Tôi ê nó đang xuống. Đang xuống. Đang chạy sang. Cái con khủng long ấy đang chạy sang. Xuống luôn ạ. Thôi. Lên góc này bắn. Nhân. Ui.
hết máu, hết máu, hết máu. Ôi từ từ, trên đây có đấy. Ơ nó vừa nhảy xuống sao? Ở đâu? Ở trên, trên rồi. Cứu, cứu, cứu ngay. Chọn ngay cho mình có lựu đạn luôn. Ê từ từ từ. Lựu đạn đi. Ơ chết chết, lỡ lỡ, hỏng hỏng. Ê cố lên từ từ, để sơn dụng chúng ta thế. Ê lên 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 luôn, lên luôn, hỗ trợ, hỗ trợ. Lên 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 lên. Ui. Ui, nó cầm combo hay khẩu vết tọ. Hello bạn. Ui, tí chết ạ. Ui rồi. Có thằng ấy đấy, có thằng nó vừa nhảy lầu tự tử ấy, nó trên đầu rồi. Ui combo. Sợ còn lưu đạn lên. Ơ nó cầm hai khẩu vết tơ. Ê lên lên trước đi. Không không. Ôi trời trời, úi rồi. Ăn chết máu rồi, hai mấy máu luôn á. Ui, ui kinh thế. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ui nó nhảy xuống rồi sao ấy. À chưa chưa. Thôi đứng ở dưới canh nó, đứng ở dưới canh nó. Nó nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Đấy, ui. Ui ơ chết. Hạ, ngon. Chết rồi hạ, ok. Ui, bắn thông sơn cũng nguy hiểm phết nhở. Dành cho những ai đã bị xuống cõi âm phủ. Đây, cho khẩu AK này. Đấy không? Ai lấy AK ấy? Đấy không kêu không? Ok, được rồi. Cho nấm này. Cho nấm này. Cho quả lưu đạn này. Đây. Đi. Ui giời. Căng. Đó, ô 3-1 rồi ngon. Ui giời. Từ 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 cuốn từ từ để sửa giáp cái. À, bật bật cờ lưu lên, có cờ lưu không? Ui, đi combo luôn ạ. Tại quả lực đạn cái. Có thằng trong nhà đấy. Ui. Nó chạy ạ. Bật 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 cờ lưu. Ui giời. Từ từ con ơi. Đấy cái thằng từ từ này. Ui. Đây nó có hai đứa, có hai đứa góc kia nha, có hai đứa góc kia. Một thằng bên gần bên bờ rào kìa. Đây nó bên cái nhà, nhầm nó bên cái nhà này. Một thằng nhảy vào trong nhà gỗ rồi. Đây đây đây, cái thằng hỗ trợ này. Cái thằng hỗ trợ này đây. Ở đâu nhỉ? À đây đây đây. Ui, nốc luôn ạ, à, ngon nhỉ. Được được được. Cấp cấp anh em ơi. Đấy mình gọi là đẳng cấp. Ấy. Ui càng 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 một sao à. Ôi mình à. Ui Lữ Đỗ uốn kinh thế nhở. Sao mình có một kiêu ta. Có một vấn gì đó, đề gì đó hơi sai nhẹ nhẹ con ạ. À được rồi. Thôi chắc là tại lần này chơi vết to con ạ. À. Ê tầm là headshot đoàn. Ui. Dạ đây. Chà thế anh em ạ. Đúng rồi. Ơi. Kết bạn với Lương Vi Tuấn đi. Ừ, nhấn kết bạn rồi mà. Nhấn kết bạn rồi đó. Ừ. Làm ăn được không? Ok luôn này, chắc bạn. Ừ. Ván ván đấy. Ván đấy chắc mới chỉ có 7 phút thôi, hoặc 5 phút thôi. Nhấn kết bạn đi. Ấn ở cái chỗ đây. Đó là vãi cả. Dạ. Đưa hết rồi đây. Rồi. Ok. Ôi, Văn Thanh. Văn dân Ricky luôn ạ. Ok, trận này lấy cân tim chương chương này. Xem nhá. Ôi, cầm G18 thôi. Ấy. Đây thanh niên là đứng đầu này. Đứng lỗ. Được. Quân kinh đấy à. Anh em bắn kinh quá. Ui, toàn con chó này. Có mỗi mình, có mỗi mình. Có 18. Ừ. Cà lu này. Ui, xuống bên kia. Không. Ui, có một thằng trên nóc kìa.
Vỡ vỡ đầu, vỡ đầu. Vỡ đầu nhẹ xuống xương một đứa. Một hai nè. Chạy chạy vào, chạy vào, chạy vào. Nó bắn vỡ đầu. Tí tí chết, tí chết. Đúng là trò. Con máu. Đấy là trò cái. Ui nó đứng nguyên không ạ, nó đứng nguyên không ạ. À, ui. Đúng, cứu luôn đúng. Ui không cứu được. Ui. Ơ. Ngồi đấy mà vẫn chết. Ui. Mình có 4 kill luôn. Thật. Mình có cân hết luôn. Mình lấy ngồi vậy mà vẫn bắn chết được à? Ôi, chơi combo vết to rồi. À ha, xem một hack. Chúng có ai vết to? Không, có một khẩu thôi. Có tiền đâu mà chơi. Ui, thằng kia cân 4 luôn ạ, à, C4 luôn. Là C4 rồi. Nhìn đúng lớp không? Lần này chơi ăn chắc mặt bền nhá, gặp đứa quan tròn đấy, gặp quan tròn đấy, lần này chơi à. Ui, chúng nó chạy sang bên trái hết đấy, chúng nó chạy sang bên trái hai đứa. Ui, nó chặn kèo kìa. Ba đứa luôn. Ui, nó bắn trúng sơn, ui ôi, tí chết. Có thằng đang đẩy lên. Thằng nào thằng biết à, đấy, sử dụng haki quan sát nó phải thế. Đây à, haki quan sát đấy. Rồi. Ý, kinh quá. Thế trận này địch kinh thế nhở. Ui chết. Ui. Ui. Thua một phát hai trận. Team này căng lắm. Team này. Ui không đủ tiền ạ. À. Không đủ tiền mua combo hay khó vét to. Tôi chọn lưu đạn đi. Thằng tên là gì ra? Dea. Dea Deep. Đấy cái thằng Deep TV đấy. Thằng ấy nguy hiểm nhất đấy. Cẩn thận đấy. Nó kéo bay đầu đấy. Còn tròn đấy. Ơ. À, sao không lôi xuống? Ok. Đi. À, trận này căng quá. Chơi gặp đúng ngay đối thủ. Con sót làm sao? Ui ôi. Đông thế. Nguyên một dãy luôn. Ui dồi. Thoại ngay cho mình quả lũ đạn này. Ui chết. Cho quả lũ đạn ra. Đó. Vẫn có 115 máu. Ui vẫn có 115 máu thôi á. Thằng kia đấy rồi. Thằng kia đã yếu rồi. Ui lần này gặp ngay team đối thủ ạ. Thằng này bắn thế. Ơi cẩn thận. Nó đứng ngay sát ấy. Đấy thằng này cũng vết to ấy. Thằng này nãy cân mấy đấy. Đúng rồi. Cẩn thận. Double kill. Ui, lần này địch kinh. Ui, chết rồi. Ờ không, thằng này không phải đánh thằng này. Ok. Ui. Ui. Kinh thật đấy. Cái thằng là gì ấy, nó bắn kinh vãi. Ồ. Thế này căng. Combo vết to. Trời. Thể hiện trình độ one shot à? 5. Lắm. Ừ. Nó có. Tôi thấy nó quan tròn, cứ thể hiện quan tròn đi. Lần này địch kinh á. M18 thanh niên này chuyên ra quan tròn đấy. Ui, có thằng nào đó nó đang định làm một chuyện gì đó rất là buồn cười. Ui ơi, có thằng nó. Ôi, go. Cứu. Chết. Ui, bên hông. Ui ôi. Nè, từ, chạy ra góc này. Chắc chắn địch sẽ để lên đấy, cẩn thận đấy. Ui, nó nhảy cái đường ấy rồi, nó nhảy đường lốp rồi. Ấy cái thằng đấy cẩn thận đấy. Nó chạy đến. Ôi, ui. Ui. Rồi. Đáng ghét. Cái thằng này này. Holy shit. Deep vẫn là cao nhất 6 kill. Ui, thằng này chuyên ra giết mình luôn. Cố lên. Ấy nó kia. Bắn luôn. Xong luôn.
Thế trận này gặp team đối thủ luôn à? Team quá mạnh luôn. À, đù. Càng quá, trận này gặp địch kinh quá. Từ tìm xem cái thằng vừa nãy đánh đâu. À đây là thằng Deep bây giờ, kiểm tra đây. Ui. Từ từ, để kiểm tra thằng Deep đi nhá. Kinh cơ 4 này, gần full sao này. Từ trên xếp bạn. Để lẽ soi có 40% thôi mà sao kéo kinh thế nhở. Vẫn quay à đúng không? Làm bắn nữa nhá. Ok, thế là đây thua. À, trận này là lần nào chúng ta cầm gầm 18 cũng thôi. Không ai bắn lên tim địch mạnh chứ. Thằng ấy có 400 mét sọt thôi mà sao bắn kinh thế nhở? Bao nhiêu? 40. Thì Dung này anh em. Thì Dung này à, cũng 40 mà. Mà không hết sọt được mà nó hết sọt được nhở? Tim bạn. Ba thằng cùng quân đoàn. Ui, ba thằng vàng luôn ạ, à, vãi. Anh hàng sọt. Ui, 45 đam, ok được rồi. Em múa cho xem này. À, nó lên trên tầng. Nó lên trên tầng rồi. Hai đứa. Hai đứa trên tầng nhá. Mình cũng đấm. Ôi, chưa lên đấm luôn nữa. Ở đây thì phải đấy. Lên đấm luôn. Rồi, ôi, chưa chết được nữa à. Ôi, chết ba đứa luôn. Ơ. First blood. Ơ sao Rigiti nào lại. Ôi, thằng nào chạy đi. Ô đây. À này. Nó đang ở đây đấm nè. Hắn chết luôn, đã phải đấm. Úi rồi. Né lại gần luôn ạ. Ui cẩn thận nó đấy. Nó cũng mặc cả la đấy. Ôi ôi ôi, bắn luôn. Đúng rồi, bắn luôn. Nè, nãy bắn giật máu rồi đấy. Ui chết rồi, màn này ở dưới à? Màn này ở dưới. Ôi combo vé to trước đi. Ai có keo không thì để lên. Ui combo vé to luôn. Ui vãi, nhìn mới có một khẩu. Ai có keo đi gì đâu. Lên luôn, nhưng mà quan trọng là có keo không. Có keo. Ấy. Ui kinh thế. Sao pha mát nó bắn kinh vậy à? Ui. Ê xuống lúc nhanh lên, xuống lúc nhanh lên. Ui cẩn thận, cái thằng team mình có thằng là bắn pha mát kinh lắm đấy. Nó kéo phát bay đầu luôn. À, thằng ấy chết bố rồi còn đâu. Ui sao xin lại pha mát. À cái con ở dưới rồi. Con ấy ở dưới ở góc kia chỗ vừa chết. Đây kìa. Hiện đã chết tình cầu kìa. Ý. Thôi sơn cửa dưới luôn đi. Xuống dưới. Có con ở dưới đấy đấy. Con ở dưới đấy nguy hiểm lắm. Nó kéo pha mát kinh áp bên cái chỗ đồng đội chết đấy. Con đấy nguy hiểm lắm. Kéo tầm pha mát đấy. Ừ nó lên rồi. Kìa. Ê con ở dưới chứ không có cái thằng ở trên đâu. Con ở dưới ấy. Đấy nó kéo phát là mất gần hết máu bố rồi. Ở chọn đồ đạn đi. Ui, rồi để lên đi, để lên luôn. Nó mất nhiều máu rồi. Được. Phá keo. Chưa vào, nó đang đấm đi. Ui, cái con này kéo tầm pha mát kinh thế nhở. Thích hai lại. Ừ, 3 đấu 1 con trột chặt què. Đấy, chặt cái con vậy. Cho tao quả lựu. Đây, cho quả lựu đây. Đây, cho lựu nữa. Đi. Đối bên phải. Ừ được. Ừ đi bên đấy dễ hơn mà. Cẩn thận đấy, lại gặp pha mát đấy. Ê từ từ, đi ngang cũng phải cẩn thận đấy. Gặp cái con kia là chết đấy. Ok. Ui ba luôn. Ui ui vừa xông lên phát chân luôn này. Hình như là
còn thằng này bên lại bên kia ấy. Combo vết to, combo vết to. Ừ, mà một tên thứ 7 đấy. Ui nó. À. Thằng cuối. Biết thằng cuối đâu rồi. Con cầm Palafel ấy. Dạ đấy. Một chín máu rồi. Con này kéo kinh lắm ấy. Con đấy là con nãy nó bắn vỡ đầu ấy. Đừng để em để cho bo cốn vào. Cho bo cọ bo cốn vào. Một chín đam. Ôi, tự sát luôn ạ. À. Vãi. Ừ, vẫn thắng. Nè, nãy chưa được kill nè. Cái này có vẻ cái ấy có ai có đây sơn cho xin tí đạn tiểu liên à tí đạn tiểu liên một tí đạn tiểu liên thì ok nãy hết đạn được rồi có ơi ui 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 bạn khói ui trốn thôi không cần trốn đâu trốn đi rồi vào đây ô có đứa vừa chạy sang bên này này hai đứa luôn thôi xong cờ lưu chưa sơn anh chờ từ giờ vào góc nó chọn lựu đạn đấy hai thằng đấy ba đứa luôn à, còn lựu đạn còn lựu đạn đây này anh em chặn có keo đây này ui nó còn sắp gắn hết máu luôn ạ à, không bắn được cẩn thận lật keo ấy bọn này lật keo ấy hồi lấy à thấy anh à sắp gắn cái con trọt kia ừ là thằng yêu ăn trọt này hai lai đùa tí thôi làm sao hai lai con trọt được cái danh được đi lên lên ê từ từ tính ra là chơi shotgun thì phải lên ở dưới chứ mà thôi kệ đi lên trên có lợi ừ, con... bật cờ lưu từ từ thôi nhá từng đứa bật một nhá không thấy định đấy nó bên đường xe à? Ủa nó cầm đi city có kéo tâm ấy chết rồi đứng xa vài chịu rồi mới có một đứa thấy một đứa thôi nó lại lùi lại rồi nó lại lùi lại ô hại ba đứa rồi thấy ba đứa rồi ba đứa một đứa đang chuẩn bị móc lên trên tầng rồi một thằng nó tạm đứng ở dưới quất ư một thằng nó ở dưới này luôn nó lên trên tầng rồi một đứa lên trên tầng rồi lại đây đứng đâu ấy ui kia ui nó cẩn thận đấy đứng ở góc kia kìa ui đừng lên đấy bắn chết đấy có hai đứa à cứ tưởng có một đứa lật kèo đấy trận này ok có trận này chơi vết mình chơi vết to đây chứ còn thấy chơi shotgun không ổn mấy con giết được người nhưng mà thì khó nó lật kèo đấy cẩn thận đấy ui ai cầm súng xa lên nóc nhà bắt con gà đi ở dưới thì ui đừng shotgun đừng lên nào đấy cả team lên luôn á ơi từ từ kiểm tra bên đấy nhá bây giờ không có ai đấy nào ui có một thằng hai thằng trên nóc nhà rồi hai thằng trên nóc nhà một thằng nhảy ở gần thùng container nó gần ui không được thằng được không ổn từ từ chạy vòng thôi hai đứa
Ella chạy ra đây. À nó con này, thằng này chạy ra. Và ai? Đây rồi, thấy vị trí rồi. Yeah, thắng rồi. Ui, tí nữa lập kèo. Rồi, đúng rồi, cái đấy cũng được rồi. Hai này cần C3. Nói chung là cũng được à, C3 đấy. Ui, trận nữa chắc là video rồi rằng rạc rồi, đấy. Thôi nhá, anh em chào tất cả các bạn đi. Đấy, các bạn phải để cho một like, một share, một đăng ký đấy. Do là nha, gọi là đánh thua nhiều quá anh em, chắc tại đẳng cấp mình chưa đến các bạn ạ. Thôi, video này nghĩa là giúp các bạn. Nếu bạn nào thấy hay đừng quên là cho một like, một share, một đăng ký để ủng hộ anh trên cùng nhau. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.